Đây là Cao Xuân Tom, 36 tuổi, ở thành phố Huế. Trưa 14 tháng 7 năm 2020, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Tom 9 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, tối 2 tháng 10 năm 2019, Phan Tấn Xuyên, 29 tuổi, đi chơi về thì để xe trong dãy trọ tại số 11 Thanh Vinh 8, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trước đó, Tom đã nhiều lần bực mình, mâu thuẫn với Xuyên vì Xuyên để xe cản trở trước phòng Tom. Nên lúc này, Tom và Xuyên cãi nhau và xô xát. Lúc sau, ai về phòng nấy. Thế vậy, anh Nguyễn Văn Đông, 36 tuổi, là người ở chung dãy trọ qua phòng của Xuyên để hỏi thăm, thì sau đó xảy ra cãi vã với vợ Tom là Trần Thị Hồng Nhung, 33 tuổi. Tom cho rằng anh Đông bên vực Xuyên chửi vợ mình, nên liền lấy con dao dài 25cm, chạy ra đâm một nhát vào ngực anh Đông, rồi lấy xe máy đi vứt dao. Hậu quả, anh Đông bị vết dao đâm thấu ngực, gãy xương sườn, đứt động mạch, thương tích 38%.